Khi cú đá này của Rasmus Højlund thành công, Manchester United chính thức đánh bại Coventry City để giành vé vào chơi trận chung kết FA Cup. Các fan quỷ đỏ chắc chắn đã phải ướt hết đũng quần khi chứng kiến đội nhà chút nữa thua đau ở hiệp phụ nếu thần VAR không độ, rồi sau đó là cú đá penalty hỏng ăn ngay lượt đầu tiên của Casemiro. May mắn, thần rùa vẫn giúp họ giành chiến thắng. Chỉ nếu hôm nay mà thất bại, không biết chừng chát sa thải được đặt ngay trước mặt Ten Hag luôn, chứ chẳng đùa nữa. Sau khoảnh khắc ấy, người ta được chứng kiến hai hành động trái ngược từ những ngôi sao bên phía quỷ đỏ. Trong khi Anthony quay sang chế giễu đối thủ, thì Harry Maguire từ tốn nhẹ nhàng đến bắt tay từng đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Đó là hành động như thay cho lời động viên và có lẽ là cả sự thán phục mà trung vệ của đội tuyển Anh dành cho đại diện tới từ giải hạng nhất. Một hành động nhỏ của cựu thủ quân Manchester United, nhưng nó cho thấy một nhân cách lớn. Điều đó càng trở nên đáng trân trọng hơn vì đặt cạnh sự vô duyên từ Anthony. Chừng ấy thôi cũng đủ để hiểu rằng giữa các cầu thủ quỷ đỏ bây giờ có sự khác biệt rất lớn về thái độ trên sân cỏ. Và điều này quyết định không nhỏ tới trình độ của họ. Nếu như Harry Maguire đang có sự trở lại ấn tượng thì Anthony vẫn mãi là cái tên đem tới chẳng ít thất vọng. Tinh thần mà Maguire mang theo cũng chính là thứ mà Ten Hag, cả ba lãnh đạo Man United đang rất cần ở những ngôi sao của đội nhà. Man United đang trải qua một mùa giải bất ổn, nếu không muốn nói là kém cỏi, bởi màn trình diễn mà họ tạo ra trong mọi màn so tài đều đem tới sự thất vọng lớn, ngay cả khi tập thể này vừa giành vé vào chơi trận chung kết FA Cup. Ở mùa giải mà những ngôi sao hàng đầu hay là bao tân binh đắt giá đều đem tới cảm giác chán chường, nếu phải tìm ra một cầu thủ gây ấn tượng về tinh thần cùng với quyết tâm mỗi khi sung trận, về những đóng góp không nhỏ cho đội nhà, nhưng vai trò vẫn luôn cực kỳ âm thầm, thì chắc hẳn sẽ không ít người gọi tên Harry Maguire. Chỉ khoảng một năm về trước thôi, cầu thủ ấy bị xem như người thừa tại đội bóng bởi phong độ thiếu ổn định cùng với rất nhiều sai lầm trên sân cỏ. Nếu lên mạng xã hội gõ ra dòng tiêu đề những sai lầm của Harry Maguire, chúng ta sẽ được thấy hàng tá các video chê bai hay các đoạn clip hài hước nhằm chế giễu trung vệ này. Đã có lúc, cảm tưởng như cả vũ trụ đang chống lại Harry Maguire, bởi ngay cả khi anh không làm gì ảnh hưởng hay là có tác động nào khiến đội nhà thủng lưới, người ta vẫn réo tên cầu thủ ấy như tội đồ ở đằng sau mỗi thất bại. Khi kỳ chuyển nhượng hè mở ra, bao fan quỷ đỏ chỉ đếm ngày ba lãnh đạo cho cái tên đó bán sới thật nhanh khỏi Old Trafford. Rồi khi anh ở lại, Harry Maguire lại mang theo cái mác là kẻ ăn bám đầy đớn đau. Nhưng bỏ đằng sau tất cả những điều tiêu cực mà người ta dành cho mình, cựu trung vệ của Leicester vẫn âm thầm cống hiến, nỗ lực từ trong các buổi tập tới khi xuất hiện trên sân. Anh chấp nhận là sự lựa chọn thứ 3, thứ 4 ở câu lạc bộ, chấp nhận bị thay ra bất cứ lúc nào hoặc luôn sẵn sàng vào sân mỗi khi huấn luyện viên yêu cầu. Harry Maguire không hề kêu ca, không phàn nàn, không lên mạng chỉ trích hay là thả tim vào những bài đăng chê bai Ten Hag hoặc đội nhà như là bao cầu thủ đã và đang ở Man United. Để rồi khi cơ hội tới, Harry Maguire đã nắm bắt để khẳng định cho tất cả về sự trở lại ấn tượng của bản thân. Trong một mùa giải mà Luke Shaw rồi Lisandro Martinez liên tục phải làm bạn cùng với giường bệnh, Varane thì chấn thương chẳng ít, thậm chí đến ngay cả những người ít ra sân như Johnny Evans hay Kwambola cũng vắng mặt vì các vấn đề liên quan tới thể trạng, thì Harry Maguire lại gần như miễn nhiễm với điều đó. Anh là trung vệ đúng nghĩa duy nhất mà quỷ đỏ có được ở trận bán kết gặp Coventry vừa qua. Và anh cũng đã lập công, góp phần vào thắng lợi chung cuộc của đội nhà. Nhưng điều khiến người ta nể phục và trân trọng cầu thủ ấy là hành động mà anh tạo ra sau loạt đấu súng cân não. Trong lúc Rasmus Højlund chạy đi ăn mừng đầy phấn khích, Anthony thậm chí còn quay sang chế giễu đội bạn, còn bao đồng đội lững thững đi bộ với vẻ đầy mỏi mệt, thì Harry Maguire nhẹ nhàng bước tới bắt tay từng gương mặt bên kia chiến tuyến. Một hành động thể hiện sự tử tế, sự cảm thông, sự động viên và có lẽ là cả sự công nhận cho những nỗ lực tuyệt vời từ đối thủ. Harry Maguire không phải là đội trưởng của Manchester United, thế nên việc làm của anh càng khiến người ta ngả mũ bởi nhân cách lớn. Động thái từ Maguire như làm thức tỉnh bao đồng đội, khiến họ nhận ra rằng mình cần phải làm gì đó. Bởi vì thế cho nên, khi Rasmus Højlund ăn mừng cuồng nhiệt xong ngoảnh mặt lại, chắc hẳn anh cũng bất ngờ lắm vì chẳng thấy ai chạy tới chia vui cùng với mình, mà đang bận bắt tay đối thủ Coventry. Điều này cho thấy rằng Harry Maguire vẫn là người có sức ảnh hưởng cùng với tiếng nói đầy sức nặng lên toàn đội. Tấm bằng đội trưởng dù có hay không, thực tế thì cũng chẳng phải là vấn đề. Ngược lại thì nó như vật phong ấn đã tạo nên bao áp lực vô hình đè nặng lên cầu thủ này. Có thể, anh đã thất bại suốt một quãng thời gian mang trên mình tấm băng thủ quân. Song sự chuyên nghiệp của anh thì chẳng bao giờ mất đi theo năm tháng.
Đó là thái độ đầy khiêm nhường, không phô trương và cực kỳ từ tốn, biến thất bại của đối thủ trở nên nhẹ nhàng hơn. Hành động mà anh tạo ra tưởng chừng như đơn giản, nhưng đâu phải ai cũng làm được. Tinh thần cùng với thái độ thi đấu nghiêm túc của Harry Maguire là thứ mà Erik ten Hag đang rất cần ở câu lạc bộ. Một người luôn hết mình trong mọi pha bóng khi xuất hiện trên sân, luôn sẵn sàng chờ cơ hội để thể hiện bản thân, luôn tôn trọng mọi quyết định từ ông thầy và luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để nhận lại niềm tin từ bao cổ động viên nhà. Kể từ sau tình huống kiến tạo cho Scott McTominay ghi bàn ở trận thắng Brentford hồi tháng 10, Harry Maguire đang ngày càng thể hiện được những phẩm chất xuất sắc. Danh hiệu cầu thủ hay nhất trận ở màn so tài với Sheffield cách đây tròn 6 tháng là tiền đề để giúp cầu thủ có trị giá 80 triệu bảng ngày nào dần trở thành kho chính nơi hàng phòng ngự của Quỷ Đỏ thành Manchester. Từ chỗ là người thừa, Harry Maguire đã vươn lên bằng quyết tâm không ngừng nghỉ, bằng chính những hành động trên sân cỏ thay vì những lần nói suông hay vài bài viết chia sẻ trên mạng xã hội. Có thể nhìn thấy rõ sự khác biệt về thái độ cùng tinh thần thi đấu của trung vệ này với hai ngôi sao nhận được chẳng ít kỳ vọng là Sancho và Anthony. Trong khi tiền vệ người Anh công khai bật thầy, nhất quyết không xin lỗi dù được bao đồng đội khuyên ngăn, thì cầu thủ xứ Samba liên tục làm những trò vô bổ trên sân cỏ, không tuân thủ chiến thuật, làm chậm nhịp tấn công của đội nhà. Đã thế, Anthony còn chẳng ít lần công nghệ va với đối phương ở những tình huống chẳng đáng, điển hình như là tình huống xấu chơi với Jeremy Doku của Man City trong trận thua trắng 0-3 của Man United ở lượt đi. Vấn đề mà Sancho hay là Anthony mắc phải thì Harry Maguire đều không có. Từ một người từng bị coi như là bỏ đi, bị tước bằng thủ quân, anh chứng minh cho tất cả thấy rằng bản thân vẫn luôn hết mình vì câu lạc bộ, sẵn sàng lăn xả, nỗ lực tới tận cùng trong màu áo đỏ của thành Manchester. Đó là thái độ thực sự đáng quý, là điều mà mọi cầu thủ Manchester United nên học hỏi, bởi đây là tiền đề cho thành công của đội bóng. Dù người cầm quân Quỷ Đỏ có là ai đi chăng nữa, họ phải gạt bỏ đi cái tôi cá nhân quá cao, gạt bỏ đi những hành động không đáng có trên mạng và cần nhìn thẳng vào vấn đề mình gặp phải để thay đổi bằng chính hành động trên sân. Đó mới là thứ tạo nên giá trị của một cầu thủ chuyên nghiệp, chứ đâu phải là sự hờn dỗi thiếu quyết tâm rồi lại phụng phịu khi bị thay ra hoặc không được trọng dụng. Sau trận đấu với Sheffield vào tháng 10 năm ngoái, Harry Maguire đã được bao cổ động viên nhà vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn ấn tượng mà anh tạo ra. Kể từ sau khoảnh khắc ấy, trung vệ người Anh không ngừng cải thiện chính mình, để giờ đây những khán giả dù là khó tính nhất cũng phải dành cho Harry Maguire một sự tôn trọng và kính nể. Đã rất lâu rồi, cựu ngôi sao của Leicester mới lại nhận được những lời tán dương cùng với tình cảm mến thương từ đông đảo người hâm mộ đội nhà. Nhưng anh xứng đáng với điều đó, xứng đáng với thái độ, với tinh thần thể hiện trên sân cỏ. Một người đã từng phải sống trong suốt bao mùa giải trong sự ngờ vực về khả năng và phải trải qua cả những la ó chỉ trích không thương tiếc từ các khán giả, đã từng bị đày ải trên băng ghế dự bị chỉ sau vài ba sai lầm, nhưng lại đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bỏ ngoài tai tất cả để nỗ lực cải thiện bản thân. Đó thực sự là tính cách đáng ngưỡng mộ của người đàn ông đích thực. Hành trình để Man United tìm lại vinh quang vốn có như trong quá khứ chắc là vẫn còn xa. Nhưng trên con đường mà Quỷ Đỏ trải qua, họ cần, rất cần những cầu thủ mang theo quyết tâm, khí thế cùng với thái độ chuyên nghiệp như là Harry Maguire. Nhìn cách mà Marcus Rashford sa sút phong độ một cách thảm hại, lại chơi ích kỷ trên sân. Nhìn cách mà Garnacho trận hay trận dở, nhưng cứ nghĩ mình là Ronaldo nên đòi hỏi thế này thế nọ. Nhìn cách mà Anthony cả mùa ghi có vài ba bàn, dù là tiền vệ tấn công, lại còn chế giễu đối thủ dù bản thân chẳng có dấu ấn gì trong trận, thì hình ảnh Harry Maguire âm thầm nỗ lực, tận hiến và tư tốn lại càng khiến cho người ta ngả mũ. Manchester United bây giờ sẽ vào chung kết FA Cup, nơi thử thách cực đại mang tên Man City đang đợi chờ. Khi đó, Harry Maguire mang theo bao hy vọng nơi hàng phòng ngự Quỷ Đỏ trong việc ngăn cản đối phương để giúp Manchester United làm nên bất ngờ lớn. Hè năm nay, có lẽ sẽ chẳng ai yêu cầu ban lãnh đạo bán trung vệ người Anh nữa, bởi anh đã chinh phục tất cả bằng thái độ cầu tiến, bằng những việc làm thực tế đầy ấn tượng, chứ không phải là vài ba câu nói hô hào rồi để đó như là nhiều ngôi sao khác.